Chào bạn, tôi là Đào Xuân Nhất đến từ Forest Center. Ở video này tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho bạn cái cách sử dụng phần mềm Auto Marketplace phiên bản mới. Dành cho những bạn chưa biết về Auto Marketplace, thì Auto Marketplace là phần mềm giúp chúng ta có thể đăng bài tự động lên Marketplace ở trên Facebook. Nếu như bạn kinh doanh ở trên Facebook thì có lẽ bạn cũng biết về Marketplace. Thì Auto Marketplace giúp chúng ta có thể đăng bài tự động. Nó giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cũng như là công sức. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào trong cái nội dung chính của video này. Thì đầu tiên, để có thể sử dụng phần mềm Auto Marketplace được thì các bạn cần phải làm những cái bước như sau. Đầu tiên, đối với cái nick Facebook của bạn, nếu như các bạn chưa bán hàng bằng Marketplace thì các bạn cần phải đăng bài thủ công, đúng không ạ? Đăng bài thủ công lên Marketplace đã. Bởi vì khi mà các bạn đăng bài lên Marketplace nó sẽ gặp cái tình trạng như này. Đây, các bạn click vào cái phần Marketplace, đúng không ạ? Tôi sẽ làm lại từ đầu này. Rồi các bạn click vào biểu tượng Marketplace. Rồi các bạn click vào tạo bài niêm yết mới. Rồi click vô mặt hàng cần bán, đúng không ạ? Thì nó sẽ gặp phải cái tình trạng như này. Đấy, tôi đã đăng một bài lên Marketplace rồi và nó đã gặp tình trạng này. Thì bây giờ chúng ta sẽ không thể nào đăng được nữa, hoặc là đăng thì Facebook cũng không duyệt bài của chúng ta. Rồi khi mà gặp tình trạng như thế này thì một á, là chúng ta đăng quá nhiều bài, đúng không ạ? Quá nhiều bài quá nhanh. Thứ hai á, là chúng ta chưa xác minh Marketplace. Và đây tôi sẽ quay trở lại, đúng không ạ? Các bạn cái cách khắc phục là, thứ nhất, nếu như cái nick của các bạn mà do vi phạm là do chúng ta đăng quá nhiều bài, đúng không ạ? Hoặc là đăng quá nhanh thì nó sẽ từ từ nó sẽ mở. Cái cách thứ hai là chúng ta sẽ cái trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ phải xác minh Marketplace. Thì bây giờ tôi sẽ quay trở lại cái bài niêm yết của tôi, đúng không ạ? Tài khoản của bạn, đúng không ạ? Click vào cái phần này. Đây là cái bài mà tôi đã đăng lên. Thì khi mà các bạn đăng lên một vài bài nó đã gặp tình trạng này rồi, đúng không ạ? Thì các bạn click vào và chúng ta tiến hành xác nhận danh tính, đúng không ạ? Xác minh Marketplace. Thì các bạn click vào đây. Để xác minh được Marketplace thì các bạn cần phải có một cái số điện thoại di động mà chưa xác minh Marketplace là nào, đúng không ạ? Ở đây thì tôi đã có một cái số điện thoại của tôi sẵn có ở đây rồi. Và bây giờ thứ nhất á, là các bạn sử dụng cái số điện thoại sẵn có. Thứ hai là các bạn thêm một cái số mới. Đó, thì các bạn click tiếp tục. Ở đây thì tôi sẽ sử dụng cái số này luôn, đúng không ạ? Thì bây giờ Facebook yêu cầu là chúng ta cần phải nhập 5 chữ số để chúng ta xác minh cái Marketplace này là Marketplace của chúng ta. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành lắp SIM vào, đúng không ạ? Và chờ Facebook gửi cái mã về điện thoại của tôi. Và tôi tiến hành nhập 5 cái mã này vào, đúng không ạ? Thì cái này có thể là cái số điện thoại mà các bạn cái số điện thoại mà ban đầu các bạn lập nick, hoặc là cái số điện thoại mới tinh, đúng không ạ? Thì các bạn đều có thể xác minh được, không có vấn đề gì cả. Và bây giờ tôi đang chờ Facebook gửi cái mã về điện thoại của tôi và tôi tiến hành xác minh. Để có thể sử dụng phần mềm Auto Marketplace hiệu quả thì các bạn cần phải đăng bài một số bài thủ công lên đã, đúng không ạ? Rồi các bạn mới sử dụng phần mềm. Tránh tình trạng Facebook của bạn mới tinh, đúng không ạ? Các bạn chưa đăng thủ công, chưa xác minh thì rất là khó để sử dụng phần mềm thành công, đúng không ạ? Nó gặp rất là nhiều cái trục trặc. Đây, ví dụ như thế này, nếu như chúng ta không xác minh thì chúng ta không đăng được bài và Facebook cũng không duyệt bài của chúng ta. Rồi bây giờ Nhất sẽ bấm gửi lại mã, đúng không ạ? Rồi ok, đã có mã rồi thì bây giờ Nhất sẽ tiến hành nhập cái mã vào, đúng không ạ? Rồi bấm gửi và chúng ta chờ một chút. Đó, đúng không ạ? Thì Facebook sẽ thông báo chúng ta là xin lưu ý tin nhắn gốc của bạn chưa được gửi cho người bán. Giờ bạn có thể quay lại bài niêm yết dưới đây để liên hệ với người bán này, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại bài niêm yết. Rồi chúng ta thử reload lại trang, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ Facebook nó sẽ tiến hành xét duyệt lại cho chúng ta, đúng không ạ? Nó sẽ tiến hành xét duyệt lại. Đấy, bài niêm yết đang được xét duyệt. Đó, như vậy là chúng ta đã xác minh thành công rồi. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta cần phải tắt cái tường lửa đi, đúng không ạ? Trước khi sử dụng phần mềm Auto Marketplace thì chúng ta cần tắt tường lửa đi. Nếu như bạn sử dụng Win10 thì các bạn bấm Protect, đúng không ạ? Đây, các bạn click vào đây.
Firewall and Network Protect. Rồi các bạn click vô phần trang chủ này, các bạn tắt hết tường lửa, tắt hết phần mềm diệt virus đi nhá. Rồi bây giờ Nhất sẽ quay trở lại giao diện Facebook đúng không ạ? Rồi click về trang chủ. Rồi tiếp đến thì các bạn click vào và mở thêm một cái tab nữa cho Nhất và gõ cái địa chỉ này vào đúng không ạ? forysoftware.com, forysoftware.com, và tiến hành tải phần mềm Automarket Play về đây đúng không ạ? Nếu như các bạn muốn trải nghiệm thử thì chúng ta được sử dụng thử trong vòng 48 giờ đúng không ạ? Trong vòng 2 ngày. Rồi bây giờ Nhất sẽ tiến hành tải cái bản Super luôn đúng không ạ? Tải cái bản Super luôn. Bởi vì cái bản Super này nó có nhiều tính năng hơn đúng không ạ? Thứ nhất là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể đăng bài hàng loạt này. Thứ hai là quản lý tất tật cái link mà chúng ta có. Và khi mà có khách hàng nhắn tin đến thì chúng ta chỉ cần quản lý tin nhắn trên một giao diện duy nhất thôi. Click vào từng cái nick một để trả lời trên phần mềm. Chúng ta không cần phải đăng nhập vào từng nick để trả lời tin nhắn nữa. Tiếp đến thì chúng ta có thể xóa bài niêm yết hàng loạt đúng không ạ? Hay gia hạn bài niêm yết hàng loạt. Hoặc là chúng ta có thể chia sẻ cái bài niêm yết của chúng ta lên những cái hội nhóm. Đấy thì phần mềm Super Premium sẽ giúp cho chúng ta làm được đó. Còn nếu như bạn sử dụng Pro thì nó chỉ có chức năng đăng bài thôi đúng không ạ? Nó không có chức năng quản lý tin nhắn trên một giao diện. Và nó không có chức năng share đúng không ạ? Nó chỉ giúp chúng ta đăng bài thôi. Và chúng ta có cái đặc điểm chung là khi sử dụng Pro hoặc là Premium hoặc là Super thì chúng ta được sử dụng nhiều tài khoản đúng không ạ? Bản Premium thì nó có thêm cái tính năng đó là xóa và gia hạn niêm yết hàng loạt đúng không ạ? Thì để có thể tìm hiểu thêm về những phần mềm này thì các bạn đọc những cái thông tin trên website forysoftware.com nhé. Ở đây thì Nhất sẽ lướt qua nhanh như vậy thôi. Rồi bây giờ Nhất sẽ tiến hành tải cái Automarket Play này về. Đó, click vào đây để tải. Đó, thì nó sẽ tải về đúng không ạ? Thì Nhất đã tải về sẵn rồi, để tránh mất thời gian của các bạn thì Nhất sẽ tạm dừng đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái thư mục download của chúng ta. Rồi bây giờ Nhất sẽ click vào và giải nén đúng không ạ? Giải nén Extract Here. Các bạn lưu ý nhá, phải tắt phần mềm diệt virus và tường lửa đi thì chúng ta mới sử dụng được phần mềm đúng không ạ? Rồi bây giờ Nhất tiến hành giải nén. Rồi ok. Và chúng ta sẽ sử dụng trực tiếp luôn đúng không ạ? Sẽ sử dụng trực tiếp phần mềm luôn. Rồi click vào Automarket Play Premium. Nó sẽ hiển thị ra một cái pop-up để chúng ta có thể điền mã khóa vào đúng không ạ? Đấy, nhập mã key vào. Thì chúng ta quay trở lại cái website đúng không ạ? Và chúng ta nhấn vào hộp thư chat này. Đó, hoặc là chat với tư vấn viên này. Chúng ta tiến hành chat với tư vấn viên. Đó, hoặc là chúng ta chat ở cái hộp chat này. Thì bạn nhắn tin với tư vấn viên hoặc là hỗ trợ gửi key dùng thử cho các bạn, hoặc là các bạn có thể mua đều được đúng không ạ? Rồi bây giờ Nhất đã có một cái key ở đây rồi thì Nhất sẽ copy và dán vào cái ô này, dán vào đúng không ạ? Ctrl V hoặc là paste vào, rồi bấm xác nhận thì nó sẽ cho chúng ta vào cái phần mềm đúng không ạ? Đấy, đây là cái giao diện phần mềm phiên bản mới nhất của forysoftware, forycenter. Rồi bây giờ tiếp đến, để sử dụng phần mềm ngoài cái nick Facebook ra đúng không ạ? Chúng ta chuẩn bị nick Facebook và đăng một số bài lên Market Play thì chúng ta cần phải chuẩn bị thêm file hình ảnh đúng không ạ? File hình ảnh ở đây Nhất đã chuẩn bị hai cái file này rồi, mà chúng ta chuẩn bị thêm nội dung đúng không ạ? Nội dung ở đây thì Nhất sẽ đăng một vài cái bài đơn giản cho các bạn thôi đúng không ạ? Và đây là cái phần mềm Super Premium. Đó. Rồi bây giờ Nhất sẽ tiến hành đăng cái sản phẩm đó là đầm hoa tiểu thư đúng không ạ? Rồi chúng ta copy phần C, chúng ta dán vào đây, dán vào phần tiêu đề đúng không ạ? Đầm hoa tiểu thư siêu xinh. Đó, ví dụ vậy, giá thì cứ để 0 đồng, rồi đơn vị tiền tệ là Việt Nam đồng đúng không ạ? Tình trạng là mới. Rồi vị trí, các bạn có thể click vào cái phần hướng dẫn sử dụng đúng không ạ? Hướng dẫn sử dụng ở đây. Rồi ở đây thì
sẽ có hướng dẫn cụ thể đúng không ạ? Sẽ có hướng dẫn cụ thể. Đây các bạn click vào cái phần lấy tọa độ theo ý muốn của mình. Đây thì đây là cái hướng dẫn. Đấy, các bạn có thể theo dõi video hoặc là theo dõi cái phần bài viết hướng dẫn ở đây. Ở đây thì Nhất sẽ click vào một cái map đúng không ạ? Và Nhất có Hồ Chí Minh. Nhấn về vệ tinh nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn một cái vị trí bất kỳ. Rồi click vào đây. Rồi bây giờ bạn copy cái này đúng không ạ? Copy. Còn chuột C nhé. Rồi Nhất sẽ demo là một cái tọa độ này thôi. Rồi ở đây thì các bạn thay dấu phẩy này bằng dấu gạch đứng đúng không ạ? Rồi tab nó vào, ở đây cũng là dấu gạch đứng và copy cái phần chữ này xuống. Đây, dán vào. Rồi cái này chúng ta phải, các bạn muốn đăng ở vị trí nào thì các bạn lấy tọa độ như vừa rồi Nhất hướng dẫn. Rồi bây giờ Nhất sẽ chỉ đăng trên một cái vị trí này thôi, đúng không ạ? Ctrl C và mở phần mềm lên và tiến hành paste nó vào. Ctrl A để xóa cái này đi, đúng không ạ? Và cần chung V để dán nó vào. Ở đây là thẻ tag đúng không ạ? Thẻ tag thì các bạn có thể viết chữ có dấu đúng không ạ? Váy xinh và ngăn cách bởi dấu gạch đứng nhá. Đấy, cú pháp là ngăn cách bởi dấu gạch đứng, không có thăng gì cả đúng không ạ? Váy xinh, váy siêu đẹp. Váy hot girl. Đấy, đúng không ạ? Đấy, ví dụ vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để danh mục là quần áo và giày. Các bạn lưu ý này, khi sử dụng phần mềm thì hoặc là khi chúng ta đăng tay ở trên Marketplace thì cái danh mục này sẽ không chính xác đúng không ạ? Bởi vì Facebook nó sẽ có một cái quá trình xét duyệt và nó sẽ quét cái hình ảnh của chúng ta. Nếu như cái hình ảnh của chúng ta phù hợp với cái danh mục nào thì nó sẽ xếp vào danh mục đấy. Nên thành ra là nếu như mà có sai danh mục thì là do Facebook xét duyệt đúng không ạ? Chứ không phải là do phần mềm của chúng ta. Rồi, cái danh mục này thì các bạn chọn ngẫu nhiên đi, đúng không ạ? Quần áo giày. Rồi tiếp đến thì chúng ta click vô thư mục ảnh, đúng không ạ? Thư mục ảnh là cái thư mục mà lúc nãy Nhất đã chuẩn bị ở đây, đúng không ạ? Chúng ta không chọn được hình ảnh mà phải là thư mục nhá. Nên khi mà các bạn đăng cái phần thư mục này thì nó sẽ xóa hình ảnh ở trong này đi để tránh bị trùng lặp, đúng không ạ? Tránh bị trùng lặp, bởi vì nếu như trùng lặp thì cũng không thể nào mà đăng được, đúng không ạ? Thì nó sẽ đăng đến đâu thì nó xóa bài đi, xóa ảnh đi đến đấy. Rồi chúng ta chọn. Rồi bây giờ chúng ta chỉ nên chọn số lượng ảnh trong một bài là 1 thôi, đúng không ạ? Nhiều không giải quyết được vấn đề gì. Rồi chúng ta cứ để 100 đi. Thì tốt nhất là trên 60 giây đúng không ạ? Thời gian nghỉ giữa hai bài trên 60 giây. Ở đây thì Nhất tiến hành đăng hai bài trên mỗi nick. Ở đây Nhất sẽ sử dụng hai nick cho các bạn luôn. Và đây các bạn, nếu như các bạn muốn hạn chế checkpoint thì các bạn có thể truy cập bằng Dcom được không ạ? Để cho Facebook không nhận diện được cái mã IP. Hoặc là các bạn có thể sử dụng key proxy để nó đổi cái mã IP máy của bạn liên tục thì sẽ không bị cái tình trạng checkpoint nữa, hoặc là hạn chế cái tình trạng checkpoint rất là tốt đúng không ạ? Ở đây thì Nhất không cần sử dụng đúng không ạ? Nếu như các bạn sử dụng nhiều thì các bạn nên sử dụng key proxy nhá. Rồi đây Nhất sẽ chỉ sử dụng cái mô tả đơn giản như này thôi đúng không ạ? Rồi ok, ở đây thì cái mô tả này có thể là random được, thì các bạn có thể đọc thêm cái bài hướng dẫn sử dụng của ở đây này thì nó sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn. Rồi bây giờ Nhất sẽ tiến hành xóa cái phần Ctrl A các bạn, xóa phần cookie này đi. Rồi bây giờ Nhất sẽ quay trở lại cái Facebook đúng không ạ? Quay trở lại Facebook này, cái phần trang chủ lúc này chúng ta quay trở lại đây. Và bây giờ chúng ta sẽ phải cài đặt một cái tiện ích đúng không ạ? Rồi bây giờ thì các bạn truy cập vào cái đường link đó là forresolve.com/cookie đúng không ạ? /cookie. Rồi bây giờ các bạn sẽ click vào cái phần đó là cửa hàng Chrome hoặc là tải file cookie về. Ở đây có video hướng dẫn này thì Nhất sẽ click vô cửa hàng Chrome cho nó nhanh.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ click thêm vào Chrome nhé. Attention. Đấy thì ngay lập tức nó sẽ cài đặt cho chúng ta. Bây giờ chúng ta ghim lên, quay trở lại Facebook và click vào biểu tượng, đúng không ạ? Cookie này. Rồi chúng ta Ctrl C, đúng không ạ? Chúng ta quay trở lại cái phần này của chúng ta, chúng ta paste cookie vào, rồi nhấn Enter, đúng không ạ? Ở đây nhất sẽ sử dụng hai cái nick để đăng cho các bạn xem thử nó như thế nào, đúng không ạ? Rồi bây giờ nhất sẽ sử dụng một cái nick nữa. Cái nick này thì nhất đã đăng rất là nhiều bài lên rồi, thì nhất không cần phải xác minh gì nữa cả. Rồi bây giờ nhất cũng sẽ tiến hành lấy, đúng không ạ? Lấy cookie, ở đây nhất đã cài sẵn rồi. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại phần mềm và chúng ta paste vào đó. Rồi chúng ta kiểm tra lại nội dung một lần nữa, đúng không ạ? Nhớ chọn đơn vị tiền tệ là Việt Nam đồng nếu như bạn ở Việt Nam nhé. Rồi vị trí niêm yết thì chúng ta có thể thêm được nhiều vị trí. Rồi thẻ tag thì ngăn cách với dấu gạch đứng, đúng không ạ? Danh mục chúng ta chọn những cái danh mục có ở đây. Rồi thư mục ảnh, số lượng ảnh, đúng không ạ? Rồi thời gian. Ở đây thì khuyến sử dụng, khuyến cáo là nên để 60 giây. Số bài ở đây thì nhất demo cho bạn là 2 thôi. Thì các bạn lưu ý nhá, số ảnh nó phải tương xứng với số bài viết, đúng không ạ? Ví dụ như các bạn có 2 hình ảnh chẳng hạn, thì chúng ta vẫn có thể đăng trên 2 nick. Tuy nhiên số bài chúng ta đăng chỉ được 2 bài thôi, đúng không ạ? Không đăng được hơn. Bởi vì chúng ta có 2 ảnh thì chúng ta chỉ đăng được 2 bài thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ click vào bắt đầu, đúng không ạ? Click vào bắt đầu và chúng ta chờ. Nếu đăng thành công thì cái trạng thái này nó sẽ báo thành công, đúng không ạ? Các bạn thấy không ạ? Nó đăng thành công rồi này. Rồi ở đây thì nó có những cái tính năng khác nữa, đúng không ạ? Ví dụ như là quản lý bài đăng, đúng không ạ? Quản lý bài đăng. Đấy thì các bạn có thể quét được bài đăng này, gia hạn này, xóa này, chia sẻ này. Ở đây nhất sử dụng phần mềm Super nên chúng ta sẽ có thể chia sẻ bài đăng được, đúng không ạ? Rồi, ở đây thì chúng ta có thể chat được với khách. Đấy đúng không ạ? Nó giúp chúng ta quản lý được rất là nhiều nick. Đây, đấy đây, đúng không ạ? Rồi click vào cái tab này, cái nick này thì nó cũng sẽ xuất hiện cái hộp thư chat. Đấy để chúng ta có thể chat được. Ok. Đấy, khách hàng nhắn này tặng không anh nhở, đúng không ạ? Người ta bán hàng mà để tặng không anh nhở. Ok nhá. Rồi ngoài ra thì nó có một cái công cụ rất là tuyệt vời, các bạn có thể tìm hiểu thêm, đó là ghép ảnh và tạo khung, đúng không ạ? Vì lý do là Facebook sẽ không xét duyệt những cái hình ảnh mà chúng ta đã đăng rồi. Đó, nó sẽ xét duyệt và là trùng lặp. Đấy nên thành ra là nó sẽ không xét duyệt bài của chúng ta. Thì chúng ta muốn lách thì chúng ta cần phải chèn khung. Thì ở đây sẽ có cái công cụ chèn khung cho chúng ta, đúng không ạ? Đấy thì nó sẽ giúp chúng ta chèn khung hàng loạt, thì các bạn tìm hiểu thêm nhá. Hoặc là các bạn theo dõi một cái video khác của Forest Center, đúng không ạ? Rồi chúng ta quay trở lại thiết lập bài đăng. Đó, ở đây thì nó đã đăng thành công bài rồi, chúng ta phải chờ 100 giây sau nó mới đăng tiếp, đúng không ạ? Bây giờ nhất sẽ tiến hành copy thử cho các bạn. Rồi giờ sẽ copy cái ID này và quay trở lại Facebook, đúng không ạ? Quay trở lại Facebook. Rồi dán cái ID ở sau cái facebook.com này. Ok các bạn thấy không ạ? Nó sẽ xuất hiện bài viết của chúng ta ở đây. Đấy, Hồ Chí Minh này, váy siêu đẹp, váy hot girl, váy xinh, đầm hoa siêu xinh, đúng không ạ? Đấy, rất là tuyệt vời. Và đây là chúng ta đã đăng thành công rồi. Tuy nhiên chúng ta cần phải chờ Facebook xét duyệt bài của chúng ta, đúng không ạ? Ở đây nó sẽ có thông báo này. Đó. Rồi bây giờ vô tài khoản của bạn nhé. Đấy. Thì chúng ta chờ Facebook xét duyệt thôi. Và đây là nick mới, đúng không ạ? Rồi cái bài tiếp theo nữa này. Đấy thì chúng ta chờ. Và các bạn lưu ý này, để sử dụng phần mềm thành công thì buộc cái nick của các bạn cần phải đăng bài rồi, đúng không ạ? Đã đăng bài rồi nhá. Chứ tránh tình trạng cái nick máy mới toanh mà các bạn sử dụng phần mềm thì sẽ không sử dụng được đâu, đúng không ạ? Và ngoài ra thì để sử dụng phần mềm một cách trơn tru, các bạn hãy tắt phần mềm diệt virus và tắt từng lửa đi, đúng không ạ? Và cookie thì các bạn không lấy thủ công nhé, các bạn phải lấy bằng tiện ích, và nhất là hướng dẫn bạn rồi đấy. Đấy thì đây chúng ta có thể thấy là thành công này. Bây giờ thì nhất sẽ tiến hành
click vào phần quản lý bài đăng để quét bài đăng. Đấy, để cho các bạn thấy luôn. Đấy, cái nick này nó đã quét ra rồi này. Cái này quét được 2 bài, các bạn thấy không ạ? Đầu tiên nhất này quét được 2 bài. Thì chúng ta mới đăng được 2 bài thôi mà, đúng không ạ? Ở đây thì các bạn có thể quét, gia hạn, xóa hoặc chia sẻ bài đăng nhé. Với phần mềm Premium thì chỉ có chức năng là quét, gia hạn, xóa thôi, đúng không ạ? Không có chức năng chia sẻ. Để có chức năng chia sẻ thì các bạn cần phải sử dụng Super Premium, đúng không ạ? Cái này được xét duyệt rồi này, đúng không ạ? Đấy, hai bài này được xét duyệt rồi. Ok, như vậy là Nhất đã chia sẻ và hướng dẫn các bạn đăng bài trên Marketplace. Ở đây thì không phải là thành công 100% nhé. Ok, Nhất sẽ kiểm tra cái nick của Nhất xem có bị vấn đề gì không, đúng không ạ? Checkboy, đấy, checkboy này, đấy, tài khoản của anh bị khóa này. À, đây là một cái nick của Nhất nữa. Mà nếu như mà nick bị khóa thì chúng ta tiến hành chúng ta mở ra thôi, đúng không ạ? Ok, thất bại là điều dĩ nhiên. Thì khi mà sử dụng phần mềm á, mà chúng ta bị checkpoint là chuyện rất là bình thường thôi, đúng không ạ? Đấy, rất là bình thường. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc gỡ thôi. Rồi, bây giờ chúng ta có thể nhập ngày sinh này. Rồi bây giờ chúng ta có thể nhập mật khẩu mới, đúng không ạ? Trong quá trình sử dụng nó bị checkpoint là chuyện rất bình thường nhé. Các bạn có thể lấy lại rất đơn giản thôi, đúng không ạ? Đó. Đấy, chính vì lý do này nó thất bại, đúng không ạ? Thì chúng ta mở ra chúng ta đăng tiếp thôi, đúng không ạ? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.